Hồng Duy xin kính chào quý anh chị cô chú và các bạn. Hiện tại thì Hồng Duy đang có mặt tại một căn nhà riêng lẻ nằm trên trục đường quốc lộ 50 nha anh chị. Thì với căn nhà hôm nay là một căn nhà với diện tích là ngang 4 và 20m. Với nhà của mình thì được thiết kế là một trệt một lầu, bao gồm có 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Và anh chị có thể thấy đây là cái trục đường trước căn nhà của mình. Với trục đường này là trục đường bê tông tới 3,5m, xe hơi có thể di chuyển vào tới tận trước căn nhà của mình luôn nha anh chị. Và khu đây dân cư đã ở hiện hữu và đóng đốt rồi. Và như anh chị có thể thấy bên cạnh nhà mình đây thì với những công trình đang xây dựng thì sắp tới thì khu vực đây sẽ là một nơi sống rất là đông dân cư luôn nha anh chị. Và từ đây thì mình có thể di chuyển ra trục đường chính, đó là trục đường quốc lộ 50, chỉ với 300m thôi. Và ở đầu đường cách nhà mình với 200m có một cái trường học cấp 1 và cấp 2 luôn đó, và đầy đủ những tiện ích như là trường học, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, chợ và thế giới di động, ngân hàng đầy đủ khi mà anh chị về sở hữu căn nhà này. Thì với mẫu nhà hôm nay thì là một mẫu nhà riêng biệt vừa mới hoàn thiện luôn. Thì với diện tích của căn nhà là 4 và 20m và các khoảng không gian nhà mình đều được thiết kế rất là rộng rãi để cho anh chị sở hữu được một căn nhà an cư lâu dài. Thì với căn nhà của mình thì anh chị có thể thấy với cốt nền thì bên dưới xây dựng rất là cao, cho nên với căn nhà của mình rất là thoáng luôn nha anh chị. Ở đây thì đường xá và điện nước đầy đủ, và với cái hạ tầng như thế này thì mình không sợ ngập nước ngay tại khu vực này. Ở đây thì mình có một khoảng không gian sân. Sân nhà mình thì được thiết kế rộng rãi và được lót gạch sạch sẽ. Hai bên đã được làm tường bao cho mình và những hàng rào chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Thì anh chị có thể làm thêm mái che cho nhà của mình thêm mát hơn và an toàn hơn. Cổng thì được làm bằng cửa cổng 4 cánh. Đó, được làm bằng cửa cổng với những cái họa tiết rất là đẹp và chắc chắn trước căn nhà của mình luôn. Về mặt diện thì đã được lót gạch bóng kiến sạch sẽ cho mình luôn rồi. Đó, với lối thiết kế mái thái này thì anh chị sẽ đón được một căn nhà rất là tuyệt vời luôn. Với cái bậc tam cấp này thì mình sẽ có một cái nền móng rất là chắc chắn và cao ráo cho căn nhà của mình. Với căn nhà của mình là một căn nhà hướng nam, cho nên đây là sẽ là một cái hướng rất là mát cho anh chị khi mà về sở hữu căn nhà này. Với nhà của mình là một căn nhà đã có sổ hồng riêng rồi, có ngân hàng hỗ trợ vay cho anh chị từ 50 đến 70%. Anh chị nào nếu mà có thiếu về tài chính thì mình có thể vay vốn thêm ngân hàng để mình sở hữu được căn nhà này nhé. Thì anh chị nào đang xem kênh của Duy hãy nhớ đăng ký kênh để mình có thể mình theo dõi được những mẫu nhà bên Duy cập nhật thường xuyên, để cho mình có một cái lựa chọn ưng ý nhất cho anh chị một căn nhà. Với một khoảng không gian phòng khách rộng rãi và thông thoáng như thế này thì mình có thể thoải mái bố trí được những nội thất cho khoảng không gian phòng khách này. Với gạch tường thì bên Duy đã ốp lên tới 1,5m luôn, nó rất là sạch sẽ. Và ở đây thì nó không có vân lồi nha anh chị, cho nên nó rất là thẩm mỹ luôn. Với trần nhà mình thì được đúc thật 100% với trần thạch cao và những chiếc đèn led được thắp sáng cho căn nhà của mình. Căn nhà của mình rất là sáng bởi vì có cộng thêm hai cái bóng đèn 1,2m ở hai bên đó. Và khu vực đây là một khu vực bậc tam cấp. Bậc tam cấp này thì anh chị có thể đặt được hai cái chậu cây kiểng ngay tại khu vực này cho nhà mình có thêm phần mảng xanh hơn. Ở phía bên trên thì có trang trí cho anh chị những cái ô để mình có thể đặt được những cái chai rượu quý ngay tại khu vực ô đấy. Lối cầu thang đi lên thì cũng rất là rộng và chắc chắn. Thì chút nữa Hồng Duy sẽ di chuyển lên trên để mình cùng tham quan ở trên lầu nhà mình nhé. Với khu vực dưới chân cầu thang thì có một cái khu vực trống để cho mình làm một cái kho nhỏ để cất chứa những cái vật dụng khi mà mình không dùng đến. Với khoảng không gian phòng bếp nhà mình là một khoảng không gian rất là rộng và dài luôn. Đó, thì anh chị có thể thoải mái đặt được những bộ bàn ăn cỡ lớn ngay tại khoảng không gian nhà bếp nhà mình luôn nha anh chị. Với khu vực phòng bếp nhà mình, tủ bếp trên, tủ bếp dưới được đóng đầy đủ. Mặt bếp đây thì được lót đá hoa cương và mặt dựng thì được lót gạch sạch sẽ với những ổ cắm điện để cho mình thoải mái đặt được những cái bếp ga và bếp từ ngay tại khu vực này để phục vụ công việc nấu ăn nấu uống của mình. Và ở góc bên đây thì có một cái vòi nước để cho mình có thể sử dụng làm một khu vực đặt một cái máy lọc nước nha anh chị. Đó, thì có ổ cắm điện sẵn cho mình luôn. Và phía bên trên thì trần thạch cao và những hệ thống đèn led được chiếu sáng khắp xung quanh căn nhà của mình rồi. Với cái điểm nhấn của trần nhà mình thì với hai tông màu, đó là màu trắng và màu xám, cho nên anh chị nhìn rất là hợp với cái tông màu gạch của nhà mình luôn nha anh chị. Ở đằng sau thì mình sẽ có một khoảng không gian sân sau. Nơi đây thì mình có thể lấy thoáng cho nhà của mình. Đó, với những luồng gió từ phía bên trên để dội thẳng vào căn nhà của mình thì căn nhà của mình rất là mát mẻ luôn. Ở đây thì có khu vực để anh chị đặt máy giặt và có vòi nước để cho anh chị sử dụng này. Và khoảng không gian phòng vệ sinh thì nằm ở kế bên đây với đầy đủ những cái thiết bị nhà vệ sinh cho mình. Đây, hiện tại thì Hồng Duy đang đứng ở khoảng không gian ban công ở trên lầu 1 nhà mình. Với khu vực đây thì anh chị có thể thấy dân cư ở rất là đông. Và lúc trước thì
có công trình của bên Duy ở trước nhà của mình thì các cô chú anh chị cũng đã đón nhận và dọn về ở rồi nha anh chị. Đây thì mình cùng tiến vào phía bên trong để mình cùng tham quan các căn phòng ngủ nhà mình. Với các phòng ngủ master này là một căn phòng rộng rãi nhất với trần thạch cao và những cái chiếc ống đồng để mình chờ để mình gắn máy lạnh nha anh chị. Đó, và đèn 1m2 được thắp sáng khắp xung quanh trần nhà của mình. Cửa thì toàn bộ là cửa gỗ nha anh chị. Đây thì anh chị có thể quan sát cái lối cầu thang để di chuyển lên. Với lối cầu thang được thiết kế rộng rãi và những cái từng cái bậc đi lên thì cũng rất là thoải mái luôn. Có một cái ánh đèn buổi tối mình di chuyển lên trên thì nó sẽ thêm thực sự an toàn hơn. Và căn phòng ngủ số 2 nhà mình, với khoảng không gian diện tích căn phòng ngủ này là 12m2, cũng thoải mái cho mình bố trí được những cái nội thất cho căn phòng ngủ nhà mình. Tiếp đến là căn phòng ngủ số 3, với 3 phòng ngủ cho nên sẽ rất thích hợp cho những gia đình nào từ 3 đến 6 thành viên. Đó, có cửa sổ, dây ống đồng để gắn máy lạnh, đèn 1m2, trần thạch cao. Ở cuối thì sẽ có một căn phòng vệ sinh để sử dụng chung cho khoảng không gian lầu 1 nhà mình. Đấy, thì với khoảng không gian phòng vệ sinh này thì rộng rãi và đầy đủ những cái thiết bị cho mình luôn rồi. Vừa rồi thì anh chị đã cùng Duy đi khám phá hết toàn bộ không gian căn nhà này. Với một căn nhà nằm trên trục đường quốc lộ 50, đã có sổ hồng riêng, thổ cư 100%, với diện tích là 4x20m, được thiết kế một trệt một lầu với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, có sân trước và sân sau. Từ nhà mình chỉ cách trường học chỉ với 200m thôi, và di chuyển ra đường chính chỉ với 300m thôi. Và với giá bán căn nhà này hiện tại là 3 tỷ 1, thì anh chị đã sở hữu toàn bộ một không gian căn nhà có sổ hồng riêng, nằm riêng biệt. Anh chị nào nếu mà quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Duy qua số hotline Duy để dưới góc màn hình, hoặc anh chị có thể nhắn tin qua số Zalo 0923459179 để Duy có thể hỗ trợ những thông tin chi tiết nhất dành cho anh chị. Và anh chị nhớ đăng ký kênh để mình có thể theo dõi được những bản nhà bên Duy cập nhật thường xuyên nha. Và bây giờ Hùng Duy xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.